Kính thưa quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại khu vực hiện trường vụ cháy xảy ra sáng nay tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Ái Đức, thành phố Hà Nội, khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Địa điểm cháy là khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Hai của đứa con trai sinh đôi và một đứa con gái, hai đứa con trai đang ngủ với ông bà ngoại. Đây là không bị việc gì. Thế ở đây hàng xóm gọi điện nhà nó không được, gọi điện về ông bà ngoại với ông bà nội ở dưới quê lên đấy, mà con không làm gì được. Có ai nào, có ai dám vào đấy mà lên bởi vì nhà nó trong đấy nó cứ nổ bốc, ai mà dám cày. Nhiều cái nổ lớn lắm mà cô. Nó có to lắm không cô? Nổ to, kiểu xe nó nổ ấy. 8 giờ tối họ nó còn nhập hàng, nhập xe về mà. Xe kia. Là cháy lan sang này rồi, và cháy ở bên kia rồi, thắt lên, lan sang nhà bên cạnh. Lúc đấy người dân làm gì? Người dân thì chờ cứu hỏa thôi, chứ không mở được cửa, không mấy được. Chờ gọi cứu hỏa thôi. Và mọi người cũng kiểu các thứ định ra chữa cháy nhưng mà không chữa được. Bây giờ kín như này cháy trong, không cách nào tiếp xúc được, không cận được mà chữa cháy.